Bốn con giáp được thần tài ban lộc, tiền bạc nhiều vô kể trong 10 ngày đầu tháng 4 âm lịch năm 2024. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã bước sang cái tháng 4 âm lịch năm 2024 với bao dự định, với bao là cái ước muốn là đạt được những cái thành công mỹ mãn. Và trong số chúng ta ai ai thì cũng có một cái số mệnh riêng, cái thời khắc hoàng kim cũng sẽ đến với những con giáp này trong cái tháng 4 âm lịch đấy. Theo các chuyên gia tử vi học cũng dự báo đấy, có 4 con giáp sẽ có nhiều tiền của trong 10 ngày đầu tháng 4 âm lịch. Những con giáp này sẽ được thần tài ra sức mà ban lộc, tài vận thì bứt phá, tiền bạc thì rủng rỉnh, không cần phải bỏ quá nhiều công sức nhưng mà vẫn gặt hái được những cái thành quả xứng đáng, đáng để ăn mừng, đúng không ạ? Thưa quý vị, nếu mà quý vị còn đang gặp khó khăn, đang gặp trắc trở trong công việc và nhiều khi cảm thấy bế tắc thì xin được chúc mừng quý vị, bởi quý vị là một trong những con giáp được thần tài để mắt đến. Chỉ cần quý vị có một cái nghị lực và có một cái quyết tâm đúng đắn, đủ quyết tâm cao thì thần tài chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua những con giáp may mắn như quý vị. Vậy thì đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, thì con giáp may mắn đầu tiên trong 10 ngày đầu tháng 4 âm lịch thì không ai khác, đó chính là những người tuổi Mão. Thưa quý vị, nói chung là những người tuổi Mão sẽ gặp nhiều cái may mắn trong cái 10 ngày đầu tháng 4 âm lịch năm 2024, khi mà sự nghiệp và tài chính sẽ liên tục là thăng tiến. Ở cái giai đoạn này thì quý vị sẽ gặp được nhiều cái cơ hội có lợi và có thể giúp bạn đạt được những ước mơ và chinh phục được cái mục tiêu của mình. Công việc của những người tuổi Mão ấy, thì cũng có nhiều cái bước chuyển biến mạnh mẽ và tích cực trong thời gian tới. Những cái nỗ lực đang dần dần được đền đáp, may mắn sẽ liên tục kéo đến để những người tuổi Mão thử thách bản thân cũng như là tích lũy thêm những cái kinh nghiệm cho những cái đại tháng sắp tới. Tất cả những cái điều này là do cái trí thông minh và cái kỹ năng giao tiếp của quý vị, nên là cứ thế phát triển một cách mạnh mẽ, thuận lợi hơn, giúp các bạn nhận được nhiều cái sự tin tưởng và cái sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, từ cấp trên. Thì ngoài ra, những cái dự án đầu tư béo bở thì cũng đến với những người tuổi Mão trong cái khoảng thời gian này đó. Theo đà công việc thuận lợi, tài lộc của những người tuổi Mão cũng sẽ được khởi sắc hơn hẳn. Chính tài thì có những cái dấu hiệu thăng tiến mạnh mẽ, thứ tài thì cũng được vượng khí. Nói chung ấy, điều đó mang lại nhiều cái may mắn về vận trình tiền bạc, thu nhập thì đầy tay, làm gì thì cũng ra tiền. Cái cơ hội đầu tư kinh doanh cũng đang tới, chỉ cần những người tuổi Mão cảm thấy hứng thú là có thể đưa ra những quyết định khá nhanh và dứt khoát. Dù có phải thay đổi công việc thì quý vị vẫn chấp nhận đánh đổi để mà chinh phục được cái mục tiêu lớn hơn của cuộc đời. Với những ai mà đang ấp ủ những ý định khởi nghiệp thì nói chung ấy, 10 ngày đầu tháng này cũng là cái thời điểm thích hợp để cho quý vị bắt đầu. Tuy nhiên, quý vị nên tiến hành từ từ, từ quy mô nhỏ, thăm dò thị trường ở một thời gian trước đã, sau đó rồi mở rộng cũng chưa muộn. Cách làm chậm nhưng mà chắc sẽ mang lại hiệu quả cao. So với cái thời gian trước đó thì trong thời gian tới 10 ngày đầu tháng 4 âm lịch thì những người kinh doanh buôn bán có một cái tháng là thuận lợi, may mắn, hanh thông. Thêm nữa lại được lộc trời ban thì lại buôn may bán đắt, bột vốn thì bốn lời, nên là không phải lo về cái chuyện thu nhập. Nếu mà những người tuổi Mão làm nghề kinh doanh buôn bán thì sẽ buôn may bán đắt, thỏa chí mà kiếm tiền, cuộc sống thì cũng dần dần bước sang một cái chương mới. Đấy, từ giờ đến cuối năm tha hồ mà hưởng phú quý vinh hoa. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để mà trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Xin được chúc mừng những người tuổi Mão. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai thì xin được chúc mừng những người tuổi Ngọ. Các bạn là một trong những con giáp may mắn thứ hai trong 10 ngày đầu tháng 4 âm lịch năm 2024. Trong khoảng thời gian 10 ngày đầu tháng 4 âm lịch ấy, thì chứng kiến cái sự vươn lên mạnh mẽ của những người tuổi Ngọ. Con giáp này cũng được hàng loạt cái cát tinh nó phù trợ, dẫn đường chỉ lối và mở ra cái con đường tài lộc hanh thông. Quý vị cũng có được nhiều cái cơ hội và cái nguồn lực lớn hơn. Đồng thời
quý vị cũng sẽ nhận được cái sự giúp đỡ và cái sự hỗ trợ từ quý nhân. Nhờ đó mà các bạn có thể là gì, có được cái thành công rực rỡ như mình mong muốn. Một số người còn thắng lớn ở cái công việc tay trái, khiến cho cái thu nhập cũng được thăng tiến vượt trội. Tiền tài thì không biết để tiêu sao cho hết. Một khi mà đã quyết tâm thì con giáp này sẽ có những cái yêu cầu nghiêm khắc đối với bản thân. Can đảm tiến về phía trước bằng cái nỗ lực hết mình để đạt được những cái thành quả viên mãn nhất. Khi mà thần may mắn đến thì dù bạn có làm việc gì thì cũng thuận buồm xuôi gió. Con đường kiếm tiền cũng sẽ được quý nhân chỉ dẫn. Khi gặp khó khăn thì sẽ luôn có những người ra tay giúp đỡ. Bên cạnh đó thì trong 10 ngày đầu tháng 4 âm lịch đấy, thì tình hình tài chính của những người tuổi Ngọ cũng khá là ổn định, hầu như không có biến động nào quá lớn. Các nguồn thu từ chính đến phụ thì đều được gia tăng đều đặn. Nếu mà quý vị muốn tạo ra một cái bước đột phá thì quý vị cần phải đầu tư nhiều thời gian và công sức hơn nữa. Ở đời thì không có bữa trưa nào miễn phí. Dám làm, dám chịu thì mới có được một cái thành công xứng đáng đến với mình. Cái việc chi tiêu trong cái thời gian này thì cũng cần phải liệu cơm gắp mắm. Quý vị mặc dù tiền bạc khá là rủng rỉnh nhưng mà quý vị cũng đừng có tiêu pha một cái hoang phí cho những món đồ xa xỉ hay là những chuyến đi xa không thực sự cần thiết. Cái sự xuất hiện của hung tinh nó cũng sẽ có thể gây ra những cái điểm báo phá tài, dẫn đến là hao tốn tiền của. Có tiền thì cần phải quản lý chặt chẽ. Quý vị cũng cần phải chú ý là bảo vệ cái tài sản của mình khi đi ra ngoài để đề phòng những chuyện trộm cắp. Trong thời gian này quý vị chỉ cần gì vượt qua được cái sự bốc đồng và thiếu kiên nhẫn vốn có, là đây là cái điểm yếu của quý vị, thì các bạn cũng sẽ đương đầu tốt với những cái thử thách và những cái cơ hội khác nhau. Thu nhập thì ngày càng được tăng lên mạnh mẽ và giúp cho những người tuổi Ngọ là một trong con giáp cực kỳ là may mắn hanh thông. Đặc biệt là từ 10 ngày đầu tháng 4 âm lịch cho đến cuối năm ấy, thì là cái thời gian mà quý vị sẽ có được cái may mắn nhất định trong cuộc sống. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Ngọ hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để mà trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ, đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba thì không ai khác, đó chính là những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, trong 10 ngày đầu tháng 4 âm lịch thì sau khi bước sang 10 ngày đầu tháng 4 âm lịch, vận may của những người tuổi Tỵ cũng sẽ có cái chiều hướng đi lên, dễ đạt được những cái kết quả xuất sắc trong sự nghiệp. Cái sự chăm chỉ của các bạn cũng sẽ mang lại những cái phản hồi tích cực, quý nhân cũng sẽ giang tay giúp đỡ và cái nguồn tài chính cũng sẽ dồi dào hơn đối với bạn. Bản mệnh còn được đánh giá cao nhờ cái khả năng quản lý tài chính và biết cách tăng giá trị cái đồng tiền, từ đó mở rộng cái nguồn thu và cuối cùng có thể thực hiện hóa được cái mục tiêu tài chính của mình. Bên cạnh đó thì các bạn cũng cần duy trì cái thái độ chủ động, không ngừng học hỏi và thích ứng với những cái thay đổi để nắm bắt lấy cơ hội và ứng phó tốt hơn với những cái thách thức có thể xảy ra. Tuổi Tỵ thì cũng là một trong những con giáp may mắn nhất nhì trong 10 ngày đầu tháng 4 âm lịch. Với nhiều cái cát tinh vây quanh khiến cho người ta phải ngưỡng mộ bạn vì phúc lộc dồi dào. Một số người thậm chí còn có cơ hội nhận được cái tiền lương hoặc là được tiền thưởng. Một số người may mắn hơn thì cũng sẽ được trúng số đổi đời hoặc là được thừa kế một cái gia sản bạc tỷ. Đó. Quý vị hầu như là không phải chịu áp lực về một cái mặt tài chính, nhờ thế mà có thể thoải mái chi tiêu cho các nhu cầu sinh hoạt. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể dùng tiền của mình để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình. Thưa quý vị, 10 ngày đầu tháng 4 âm lịch ý, thì những người tuổi Tỵ có thể dễ dàng kiếm được thêm cái khoản tiền rủng rỉnh nhờ kinh doanh, buôn bán, đầu tư đúng lúc đúng chỗ. Các bạn cũng đón được nhiều cái cơ hội tốt, chỉ cần chăm chỉ và nỗ lực thì giàu sang phú quý cũng chỉ là chuyện trong tầm tay. Thì ngoài ra, quý vị cũng cần phải cẩn thận khi mà đưa ra những quyết định về tài chính. Cố gắng nên dứt khoát hơn và tin tưởng vào cái phán đoán của chính mình. Nhìn chung ý, thì những người tuổi này cũng sẽ có nhiều cái cơ hội để thể hiện tài năng, khả năng của mình và nhận được nhiều cái phần thưởng hơn. Đồng thời, cuộc sống tình yêu của các bạn cũng sẽ ngập tràn trong sự ngọt ngào và hạnh phúc. Và những người độc thân ấy, thì cũng được kỳ vọng sẽ mở ra những cái cơ hội tình yêu mới. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân T,
Tị, Dậu, Sửu để mà trợ mệnh hộ thân. Phòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tâm hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tị. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ tư trong 10 ngày đầu tháng tư âm lịch thì không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi Tuất, những người tuổi Tuất. Thưa quý vị, trong 10 ngày đầu tháng tư âm lịch thì cái sự say mê không biết mệt mỏi và cái ý chí không gục ngã của những người tuổi Tuất ấy sẽ được đền đáp bằng những cái thành tựu đáng ngưỡng mộ. Đó có thể là một cái dự án hoàn thành vượt qua mọi cái kỳ vọng, hoặc là một cái bước tiến trong cái sự nghiệp mà quý vị sẽ đặt trọn niềm tin vào đó. Với cái trí tuệ sáng suốt và cái sự nhạy bén vốn có thì những người tuổi Tuất nói chung là không chỉ biết cách hoạch định những cái kế hoạch táo bạo mà còn có khả năng tiên phong. Cái điều này đặc biệt có lợi cho những người làm công tác lãnh đạo hay là quản lý. Các bạn có thể dẫn dắt đồng đội, đội ngũ của mình đấy, hướng đến những cái mục tiêu đầy tham vọng, dù trong lĩnh vực cá nhân hay là sự nghiệp chung cũng vậy. Với cái sự hiểu biết sâu sắc và với cái tầm nhìn xa trông rộng thì những người tuổi Tuất cũng sẽ mở ra một cánh cửa của cái thành công và từ đó kiếm được những khoản tiền làm túi tiền của mình ngày càng rủng rỉnh hơn. Thì ngoài ra, những người tuổi Tuất còn xứng đáng với cái câu là gì? Làm dai dai mà tiền xài không hết. Tiền tài sẽ tự thân mà tìm đến với những người tuổi Tuất bằng nhiều cái cách như là trúng số độc đắc, hoặc là nhận được những khoản hoa hồng, những cái khoản lợi nhuận, hay là một số người còn may mắn hơn ấy là gì? Được thừa hưởng một cái cơ ngơi hoặc là một cái hệ thống kinh doanh hoặc một cái tài sản bạc tỷ nào đó. Cùng với cái công việc tiến triển thuận lợi thì cái tài vận của những người tuổi Tuất trong thời gian này cũng có những cái gì xu hướng tăng trưởng đáng kể. Những người kinh doanh buôn bán thì nói chung ấy có một cái thời gian là buôn may bán đắt, bận rộn với nhiều đơn hàng, ký kết được nhiều cái hợp đồng lớn nhỏ và bỏ túi không ít cái lợi nhuận đấy. Những người buôn bán nhỏ lẻ hoặc làm ăn tự do thì cũng có cơ hội để gì mở rộng cái quy mô kinh doanh, hứa hẹn sẽ thu về cái lợi nhuận bất ngờ. Có điều trong tháng này là một số cái hung tinh vẫn còn đang rình rập, cái vận khí nó vẫn còn một vài cái yếu ớt. Làm gì thì quý vị cũng cần phải hành sự từng bước một, chậm mà chắc còn hơn nhanh là bất ổn, đúng không ạ? Nói chung đa số những người tuổi Tuất thì cũng khá là giỏi kiếm tiền, nhưng mà kỹ năng quản lý tiền bạc tài chính lại không được tốt cho lắm. Vì thế rất khó tích lũy cho tương lai. Quý vị cũng nên cân nhắc để rèn luyện thêm cái kỹ năng này. Các cụ có câu là đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Nếu mà đã nhìn ra cái tiềm năng ở cái công việc hay là ở các hạng mục đầu tư kinh doanh nào đó thì quý vị hãy mạnh dạn tiến hành, đừng quá do dự kẻo lại bị tuột mất cái cơ hội kiếm bạc tỷ trong tay. Quý vị lưu ý rằng dù cuộc sống sẽ dễ dàng trong cái thời gian tới, quý vị cũng không nên tiêu xài hoang phí mà phụ ơn trời ban cho. Vì vậy, để bảo vệ cái hạnh phúc và bảo vệ cái tiền bạc, gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, thì những người tuổi Tuất cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tâm hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất, đó là con giáp may mắn thứ tư. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất, cụ thể là có 4 con giáp may mắn nhất trong 10 ngày đầu tháng 4 âm lịch năm 2024. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.